Chứ sông quê nước chảy đôi bờ, phải duyên chồng vợ. Phải duyên chồng vợ, ngàn năm em vẫn chờ. Ủa sao vậy? Hôm nay cảm hứng gì tự nhiên rồi tôi mới giới thiệu xong rồi vô rồi tự nhiên hò vậy? Không phải, trước khi vô đây á, tự nhiên anh nghe một cái câu chuyện kể rất là cảm động. Một người phụ nữ chưa có chồng chờ một người đàn ông ở rất là xa. Người đàn ông đó đã có gia đình rồi, nhưng mà họ cũng đã đổ vỡ rồi. Nhưng mà người ông đi biền biệt không trở về. Cô gái này muốn nhắn nhủ rằng là cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn ở quê chờ anh. Cứ hò hò hoài như vậy mà bóng dáng người đàn ông biệt tâm. Một câu chuyện sao mà nó xót xa làm sao ấy. Mong rằng cái cặp tình nhân này họ sẽ được đến với nhau. À, đồng ý không? Đồng ý. Rồi, chúng ta sẽ gặp cặp đôi đầu tiên. Hả mà, mày muốn bia được nhiều không? Muốn sáng chai. Sáng chai là mới có nhiều xúc miệng nữa đó không? Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em là Đặng Lan Chi, năm nay em 26 tuổi. Chi dạ. Cao quá vậy, cao bao nhiêu em? Dạ, em cao 1m7 chị. Vậy hả? Dạ. Mẫu à. Bây giờ chị đang làm gì? Là nhân viên công ty B Sài Gòn. Rồi, mời bạn Nam đi anh Linh ơi. Rồi, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Nam, xin mời. Ủa sao mà mu đen hay sao mà láng dữ vậy? Ủa rồi hồi đó giờ thì để vậy đó hả? Dạ. Tự cạo hay là nó không mọc? Dạ tự xử. Và anh tên là gì? Dạ em tên Vũ. Nay bao nhiêu tuổi? Em 28, 29 vậy em. Anh dữ. Và đang làm nghề gì? Em là vẽ storyboard cho quảng cáo. À vậy à? Dạ. Tức là bạn làm trong nghệ thuật. Dạ. Vẽ storyboard quảng cáo rất là khó nha. Mỗi lần bỏ khách hàng có vẽ, khách hàng có đồng ý không là do bạn đó nha. Dạ. Em ơi cho chị hỏi câu tắt ngang cái em cao bao nhiêu em? Em hồi nãy em có nghe rồi, bên kia là 1m7 phải không? Bây giờ em cao nhiêu? Em hơn được chút. Chút là nhiêu? 1m7 không đó. Cố gắng. À, chi nè, hồi xưa giờ em có ý định làm người mẫu không? Dạ. Chị cao này đủ chuẩn rồi. Trước mẹ có cho em đi thi nhưng mà rớt chị. Dạ hả? Cái hồi không dám đâu. Mà trước giờ em có nhiều bạn trai chưa? Dạ chưa. Em có được 2 mối tình chị. 2 mối tình mấy người dạ kia chưa. Có cao không? Dạ chưa mà em có 2 mối tình. Hả? Mấy người kia có cao không em? Dạ cũng bằng bằng em chị. Vậy hả? Tại em đi chơi em mang dép xẹp không chị. À nhưng mà em nghĩ tại sao mà em bị ế? Không phải ế mà ta chưa tìm được người yêu thôi em hỏi sao. Khi nào em nghĩ do chiều cao mình làm hạn chế cái đối tượng của mình không? Thì em cũng nghĩ vậy chị. Nhiều khi mấy anh đẹp được được cũng là anh lùn hơn mình. Đúng rồi. Em có ngại không? Nếu bạn trai em lùn em chịu không? Thôi mỏi cổ xíu chị. Cổ chị thấy ngước lên mỏi hơn cúi xuống chứ. Cúi xuống. Phụ nữ mà cao ráo hay là đàn ông nhục đó mà. Chưa chắc hả? Chưa chắc. Để mai tính. Bình thường thì ngoài công việc ra thì thời gian em làm gì? Em đi chơi với bạn bè chị. Chắc cũng nhiều bạn lắm phải không? Đi chơi cũng dữ lắm phải không? Dạ. Yeah. Thường đi chơi là chơi cái gì? Đi coi phim, ăn uống, cà phê. Em nhậu dữ lắm hay sao mà giọng em khào quá vậy? Em khèn từ nhỏ rồi chị. Mà em uống bia được nhiều không? Chắc cũng 5-6 chai. 6 chai là mới có nhiều xúc miệng nữa đó phải không? Cười này là đúng rồi đó. Bên kia biết nhậu không em? Dạ cũng tạm tạm chị. Như ta nói thường á là những người họa sĩ coi như là đào hoa lắm, quen nhiều người lắm. Đâu có, ế lắm anh ơi. Ế sao ế được. Ế lắm. Nhìn vậy không ế đâu, tôi không tin đâu. Thì anh không tin chuyện của anh. Em có vẽ mẫu chưa? Thường thì em không có vẽ, tại em vẽ không có giống. Ủa sao vậy? Em không biết nữa, em vẽ tại cái thứ em ước mơ mà cái người đó thì không có được như người em ước mơ cho nên thường vẽ nó không có giống. Cái người em ước mơ người sao em? Nói chung là chị hiểu trong cái nghệ thuật là chị không thể làm mà y chang cái sự thật được.
chị phải tôn nó lên. Có nghĩa là thí dụ người ta khoảng chừng 5 thì em vẽ lên tới 8, xong người ta nói không có giống, thế người ta chê em vẽ xấu. Đó là về mặt nghệ thuật thì bao giờ người ta phải tôn bên cái đẹp lên. Người đó xấu cỡ nào, xấu như các tường còn vẽ lên đẹp đúng không? Đúng rồi, cỡ các tường cho lên thành tăng thành hà luôn. Anh nói nghe, anh nói chơi vui chứ các tường chỉ đẹp lắm á chị. Nhớ nha. Không, không sao đâu chị ơi. Sự so sánh khập khiễng giữa hai người phụ nữ với nhau nha. Bây giờ mẫu người bạn trai em mong muốn là người như thế nào? Phải cao 1m71 trở lên. Chị nhỏ. Là gì nữa em? Chiều em. Chiều không? Có chiều lắm không? Không, xui. Em dễ chiều lắm chị. Rồi gì nữa? Phải lì. Lì là sao? Thấy em giận là phải lách qua nhà năn nỉ em. Là lì là vậy là lì hả? Lì này cũng lạ. Rồi gì nữa? Không hút thuốc chị. Hòa sĩ mà không hút thuốc nè. Uống bia không cho hút thuốc. Rồi bây giờ em không thích cái gì hả bạn trai của em? Gia trưởng quá chị. Không lôi chuyện cũ ra trách móc. Anh nghĩ bạn bên trai đây là rất là hiện đại, không có chuyện đó đâu. Thôi em thích mẫu người thế nào? Nữ tính. Không lẽ nam tính? Không, anh đâu có thấy có cô gái họ cá tính, có cô gái nữ tính, có cô gái nam tính, có rất nhiều dạng đúng không? À, dạ đúng rồi. Còn gì nữa? Chuyện sắc xéo lắm này nè. Đâu có. Em biết khuyết điểm của mình là gì không? Em cũng không biết luôn. À, cái đó là cái khuyết điểm lớn nhất mà em không biết khuyết điểm của em. Mình phải biết khuyết điểm của mình để mình biến nó thành ưu điểm chứ. Đúng không? Mà không biết khuyết điểm mình, người ta thấy khuyết điểm mình cái mình trách người ta. Nó nhiều quá anh ơi, khuyết điểm mình nó nhiều quá, mình đâu có dám biết. Giờ em nói câu đó là đúng nhất luôn. Bây giờ chị qua đi coi mặt em nè. Bước qua là chặt liền chứ không nói năng gì vậy. Dám so sánh tôi với Tăng Thanh Hà hả? Chào chị. Chào em. Giờ chị sao đây, chị dễ thương không? Trời ơi, Tăng Thanh Hà chị gọi chị là chị thôi. Rất là dễ thương, ăn nói rất là dí dỏm. Nhờ câu khen mà bà nói vậy á. Bởi vì không có biết lấy lòng phụ nữ gì hết. Em chào anh Quyền Linh. Trời đẹp rồi nha. Em đúng ra làm người mẫu, làm diễn viên được đó. Đứng lên nhá hàng liền em. Không, dạ. Cao thấy cao lắm rồi, ngồi cũng thấy cao. Nhá hàng liền thấy chưa. Thôi làm anh nhục lắm. Rồi bây giờ em mình cho hai bạn gặp nhau đi anh ơi. Khi cao hơn Tăng Thanh Hà đó, cao hơn thôi nha. Rồi, và bây giờ là 2 phút để chúng ta gặp gỡ nhau và trò chuyện trực tiếp với nhau. Kéo rèm lên. Sốc lắm nha, bình tĩnh nha. Sốc thiệt chị ơi. Quá sốc luôn. Em chưa nhận mặt nghe ngoài, em hết sốc rồi. Em cảm nhận gì về người đi, đàn ông này? Hơi sợ sợ. Hơi sợ đúng không? Tìm. Có thể là sợ. Nhưng mà anh thấy rằng không có gì để sợ. Rất là dễ thương. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Chào em. Anh có lì không? Anh á. Anh hơi hơi. Hơi hơi à? Ừ. Anh có phút không anh? Không, anh không có phút. Đừng có nhấn nhá. Nói bằng bằng thôi. Ừ vậy anh không có phút. Dạ. Anh có hay bị say nắng không anh? Không, anh không có say nắng nha. Anh thấy em sao? Thì em thì dễ thương quá rồi, có sao nữa đâu mà sao. Ông này mà lúc ông nói anh yêu em, ông nói vậy nè. Anh yêu em. Không phải chị, em nói là anh muốn sống bên em trọn đời. Tiếp, còn 1 phút nữa, nhanh lên. Thì có gì muốn nói với em à? Nhìn em cái anh choáng rồi, hết nói nổi rồi. Quen ảnh đi em, đỡ có tiền đi hết tóc. Trời ơi, đã nói rồi mà không có dụng cái đó mà. Vậy thôi mình bất chấp yêu hết đi nha. Không sao, tới luôn em. Này bộ vẽ cũng chịu đèn rồi nè. Đó, chị này chị phải đôn lên chứ. Đôn đó, trời lấy chị đôn quá trời đôn. Đó, phải vậy á. Vô, okay. Vô luôn. Vô anh ha. Ok. Cứ nghe theo lời. Hai người này làm như xỉn rồi, vô luôn anh nhé. Quen anh. Rồi thôi mệt quá. Hai người cũng khùng ngang nhau á. Lời bệnh anh. Chị ông cứ xoay cái đó hoài cho ta nhìn hoài vậy. Trời ơi, chơi cái xô hàng hoài. Có 3 tiếng đếm. Rồi em hãy để tay vào nút đỏ đi, phía sau. Cái nút đỏ là cái nút nào? Đâu phía sau nè. Trời trời. Đó. Đi anh. Rồi. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm nút, không đồng ý thì không bấm nút. Đồng ý hay không đồng ý chúng ta vẫn đến với vòng quay số may mắn. 1 tới 3 phiếu quyết định nha. Qua cái 3 là không còn hiệu lực nữa. 2 3
chào quá trời. Tiêu rồi. Vậy nó 71. Trời ơi, cái gú. Trời ơi, nó cầm em cỡ dài ra. Cỡ dài vẫn cao hơn. Thôi, đừng có chơi vậy. Đừng ép hàng nhau à. Nói chung là hai bạn rất là dễ thương, vui tính. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Chúc mừng hai bạn.